Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ gửi đến các bác một mẫu xe Polo lướt Benz Rium 4.0. Xe được trang bị full bộ chuyển động Shimano Sora. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chiếc xe để cho các bác xem. Về phần khung của chiếc xe thì chiếc xe có một phần khung làm từ nhôm, lớp sơn nguyên bản. Sơn thì còn rất là mới. Vỏ phè thì còn rất là mới, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Trang bị đôi tay lắp Shimano Sora. Lốp Canada. Xin chào lốp Shimano Sora. Tay ba mặt. Em sẽ vào đo size với cả là cắt chuyển động để cho các bác xem. Đây là một size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp đến quá cộng lên là 51 cm. Quá cộng lên đến tâm cổ phốt 52 cm. Chiếc xe phù hợp những bác mà từ 1m65 đến 1m75 như chiếc xe là phù hợp. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Trang bị 4 lít 9 tầng, đĩa 2 tầng cho 18 tốc độ. Chuyển động vào hai cái thứ là trên khi và giá bán chiếc xe bên em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh, ấn chuông để xem được những thông báo chiếc xe đẹp khác của em đưa trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.